Xin chào tất cả quý khách đã quay trở lại với kênh YouTube Đồ Gỗ Hiền Lành. Quý khách hãy đăng ký kênh Đồ Gỗ Hiền Lành để không bỏ lỡ một cái video nào. Trong chuỗi video về đồ thờ cúng tâm linh thì ngai thờ và bài vị thờ gia tiên thì không thể thiếu được. Đó là một vật phẩm thờ cúng linh thiêng thường có mặt trên bàn thờ gia tiên hoặc các đình đền miếu mạo. Và hôm nay ngày mùng 7 tháng 3 năm 2022 cơ sở đồ gỗ đồ thờ Hiền Lanh tiếp tục cập nhật các cái thông tin mới nhất về bộ combo sản phẩm ngai thờ và bài vị. Đây là bộ combo sản phẩm hàng đặt tới từ gia đình anh Lê Văn Linh. Anh đang sinh sống tại Thanh Hóa. Thì hôm nay chúng tôi mới có thời gian đưa lên cho quý vị chiêm ngưỡng. Thì cỗ bài vị này có chiều cao là 61 cm. 61 thuộc cung tài lộc làm trên nền chất liệu gỗ mít ta được sơn son thế vàng phủ hoàng kim tức là phủ một lớp uh, lớp bóng bằng sơn nhật. Sơn nhật nó giữ cho cái bề mặt của vàng rất là mịn và sang, sáng bóng, đều, đẹp. Đó người ta gọi là phủ hoàng kim, tức là làm bằng chất liệu sơn nhật. Thì cái giá sơn nhật thì nó rất là đắt. Vì thế khi chúng ta làm đẹp một sản phẩm thì giá thành nó lên rất là cao thì cỗ bài vị này thường thì để khắc tên những người đã khuất trong gia đình nhưng ở đây gia đình đã để trống nếu chúng ta không nhớ tên thì chúng ta sẽ để trống phần mặt thì sơn đen và phần khắc tên thì đã được sơn son bài vị nó thể hiện cái sự hiện diện của người đã khuất chúng ta có thể để trong ngai hoặc để riêng và tiếp theo chúng ta cùng đi đến thông số kích thước của cỗ ngai thờ hay còn gọi là ý thờ Ngai thờ hay còn gọi là ngai thờ gia tiên Nó tượng trưng cho chiếc ghế cao nhất để tổ tiên ông bà Khi chúng ta ngự về chúng ta sẽ ngự ở trên ngai Và ngai này được làm trên nền chất liệu gỗ gụ của Lào Trong video clip mộc chúng tôi đã giới thiệu Về thông số kích thước cũng được làm theo thước phong thủy lỗ ban Chiều dài 55 thuộc cung đại cát chiều sâu 42 cung tài vượng chiều cao 87 thuộc cung hỷ sự đều được đục bằng tay đầu lân trên móng dạ hồ phù và các cái tầng cổ thì được đục đó là rồng hóa xen kẽ các lớp vỏ măng đã được lộng thổng rất là uyển chuyển bắt mắt đều được sơn son thế vàng phủ hoàng kim và thường về dòng ngai thờ thì chúng ta nên sơn son thế vàng rất ít khách hàng có thể là sơn PU hoặc Vecni vì về đồ thờ cúng ngai thờ bài vị thì phải đến 99% chúng ta sơn son thép vàng và phía trên phần ngai đó là được thiết kế đó là hình tượng rồng trầu đang bay ở trên mây rất là đẹp cũng được điêu khắc thủ công bằng tay từ những người nghệ nhân hàng đầu gốc nghề và mẫu mã ở đây cũng được nghệ nhân Dương Văn Hiền ra mẫu vẽ mẫu và thi công đúng tiến độ bàn giao cho quý khách đúng ngày để chúng ta có thể thờ cúng các cụ tổ tiên ông bà hay nhà thờ họ Đây cũng là mẫu ngai thờ bài vị phổ biến hiện nay mà được nhiều người dùng Quý khách muốn sở hữu các cái bộ combo sản phẩm như thế này thì liên hệ ngay trực tiếp với cơ sở đồ gỗ đồ thờ hiền lanh qua hai số hotline 0986 883349 hoặc 0985 226684. Chúng tôi sẽ tư vấn và báo giá cụ thể. Ở đây, ngai thờ đã được thiết kế theo lối cổ, đó là hình trụ cột. Tạo cái điểm tựa rất là vững chãi khi chúng ta thờ những người âm có thể ngự trên cỗ ngai cột. Và về phần chân cũng được điêu khắc rất là cầu kỳ tinh xảo, tỉ mỉ tới từng chi tiết nhỏ. Ngay thờ gia tiên mà quý vị đang tìm, các cái mẫu phổ biến nhất đều được cơ sở cập nhật liên tục trên uh, trang YouTube Đồ gỗ Hiền Lành cũng như trang uh, Facebook Đồ gỗ Hiền Lành hoặc Zalo 0986883349. Tổng thể chiều cao phổ bì là cao 87 cm. Nó thuộc cung hỷ sự trong thước phong thủy ở đây bề mặt đặt bài vị đã được sơn then tức là sơn màu đen và khi thờ cúng chúng ta có thể đặt ngay vào bài vị ở trong cùng ban thờ gia tiên và chính giữa chúng ta có thể đặt bài vị riêng hoặc đặt bài vị ở trong ngai tùy theo yêu cầu của gia đình và đây chúng tôi đã đặt vào trong ngai để cho quý vị dễ hình dung và phần chân cũng được sơn son thế vàng bề mặt thì sơn then rất nhiều khách thì lại yêu cầu đó là sơn mặt đỏ sơn son để cho nó nổi hơn đấy là tùy theo yêu cầu thì cơ sở luôn luôn đáp ứng cái nguyện vọng yêu cầu của gia đình những khách hàng kỹ tính nhất hiện nay trên thị trường đồ gỗ đồ thờ tâm linh và quý khách muốn sở hữu thì hãy liên hệ ngay video đang được quay trực tiếp tại cơ sở đồ gỗ đồ thờ hiền lanh tại làng nghề la xuyên xã yên ninh huyện ý yên tỉnh nam định qua ba số hotline 0986 88349 hoặc 0985 226684 0969 127 886. Chúng tôi sẽ tư vấn và báo giá cụ thể các cái bộ sản phẩm mà quý khách đang xem. Các sản phẩm sẽ được cập nhật liên tục. Quý khách có thể lấy hình ảnh ở trang fanpage. Cảm ơn quý khách hàng đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại quý khách trong video clip tiếp theo. Xin cảm ơn.